Good morning, Leo. Dito. Why is like a dito? Rồi, rút vô. Đây là ngày đầu tiên mà hai bé gọi là ngày làm việc đầu tiên đi quay trong một nhãn hàng của sữa. Và Leon Lisa là cảnh đầu tiên đang cầu trời là vui vẻ trẻ khỏe để quay phát xong luôn nhỉ. Đứng nhau con nhớ cười như vậy nha. 3, 2, 1, action. Bé trước khi nó la, nó la mà để cái cơn nư của nó không dỗ được đâu. Mới đoạn đầu là biết được tính cách rồi đấy. Bên rất điềm đạm, bên này thì hướng hồn nha, hên xui nha. Lisa thì điềm tĩnh lắm, chững chạc nè, ngồi chờ đời này, quay này, chủ tâm vào công việc lắm. Nhưng mà Leon thì hơi cả chậm một tí, tại vì anh ấy là đến giờ anh ấy ngủ rồi, đi lên đến nơi là đến giờ anh ấy ngủ. Thì ba mẹ là phải dỗ dành thôi, thế thôi, trẻ con mà. Này, phê xong rồi là nhớ quay nha, không có khóc nha. Lisa ơi, Lisa bú nốt ra. Hôm nay Kim rất vui vì hai em bé và bà Kim sẽ làm việc với nhau. Kim biết khi mình chụp hình một con cáo mới, đây là lần đầu tiên cho Lisa Leon, nên dù một chút khó nhưng Kim nghĩ tất cả sẽ tốt. Hiểu không? Hy vọng xong chưa? Xong chưa anh? Cả đoàn đang chờ đấy.
Uống phải hết mới được nha. Tại ra. Nha. Rồi, ok. Vita Dairy cũng rất là vui và hãnh diện khi lựa chọn gia đình của Hồ Ngọc Hà, bé Leon và Lisa làm đại sứ sản phẩm. Thấy là Leon và Lisa rất là cute và rất là dễ thương. Thì hy vọng là khi mà hai bé lớn lên thì cái sản phẩm này cũng sẽ là dành cho hai bé sử dụng và các trẻ em Việt Nam. Rất mệt.